các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu thêm một cái món canh nữa là canh hẹ tàu hũ non nè các bạn. Nguyên liệu của mình thì gồm có là thịt nạc băm nè các bạn, hẹ nè, đậu hũ nè, một ít hành băm nè, đường nè, muối nè, bột ngọt nè, tiêu nè. Thịt băm thì mình đã ướp ở trong này là có một ít tiêu, một ít hành băm, ít xíu nước mắm, đường, bột ngọt. Và bây giờ chúng ta sẽ đi nấu cái món canh này nha các bạn. Chúng ta cho cái nồi nó nóng và chúng ta sẽ phi một ít củ hành và băm nhuyễn nha. Em cho hành phi và chúng ta phi cho nó thơm. Sau khi hành nó thơm thì các bạn sẽ cho cái thịt băm chúng ta vào xào nha. Chúng ta xào cho thịt nó săn lại rồi chúng ta sẽ cho nước vào, chúng ta nấu cỡ 10 phút thì chúng ta sẽ cho đậu hũ vào nha các bạn. Sau khi canh nó sôi cũng có 10 phút rồi các bạn, thịt mình cũng gần chín rồi đó. Giờ chúng ta sẽ cho đậu hũ vô nha các bạn. Cho đậu hũ vô rồi chúng ta sẽ nấu thêm khoảng 5 phút nữa cho cái đậu hũ này nó chín chút xíu nữa chúng ta sẽ cho hẹ vô nha các bạn. Sau khi mà canh mình nó đã sôi trở lại rồi đó các bạn cho hẹ vào và chúng ta sẽ tắt bếp nha. Tại vì cái hẹ này nó cũng rất là mau chín, nó chỉ cần nước sôi là nó đã chín rồi các bạn ơi. Và chúng ta sẽ nêm nếm lại và chúng ta sẽ múc ra tô nha. Như vậy là mình đã nấu xong cái món canh hẹ đậu hũ non rồi đó các bạn. Giờ chúng ta sẽ nêm lại cho nó vừa ăn nha. Chúng ta sẽ cho một ít muối, ít đường, ít bột ngọt và một ít tiêu. Giờ chúng ta sẽ múc ra tô. Như vậy là mình đã nấu xong cái món canh hẹ đậu hũ non rồi đó các bạn. Mình chúc các bạn nấu ăn thật là ngon nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Các bạn thích video của mình thì hãy ủng hộ cho mình một like và nhấn đăng ký để khi mình có video mới để các bạn theo dõi nha. Tạm biệt các bạn.